Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái clip về mò cua bắt ốc ở ngoài sông. Thì là công việc bây giờ của mình là chuẩn bị một cái xô như thế này. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sông để mò. Ok, vậy là mình đã tới được cái bờ sông. Bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống sông để mò mò cua bắt ốc nhá. Chào mọi người, mình vừa xuống sông, mình đã mò được một con trai trai. Nước sông bây giờ khá là bẩn mọi người ạ. Đây, mình vừa xuống đây đã nhìn thấy một con cá chết. Một cá chết. Không.
Hello anh em, mình vừa mới xuống mà mình đã làm luôn được một con trai trai to như thế này. Đó. Nhìn con này chắc cũng được khoảng hơn 1 lạng. Không biết là mình có thể bắt được nhiều con như thế này nữa không tiếc quá, tại vì là do là một mình quay cho nên là không có người quay phụ ấy. Cho nên là mình chỉ có thể đặt cái máy quay ở cái góc góc này và chiếu xuống sông được thôi. Thôi bây giờ mình tiếp tục qua đi mò tiếp và mình sẽ mang những cái sản phẩm của mình lên đây để cho anh em xem nhé. Mình sẽ cho các bạn đi dạo một vòng quanh sông nhé. Ở đây mình phát hiện được một con cá chết, cho nên mình sẽ đi xa nó ra. Hoài không, mình lại mò được một con trai chết. Ôi là mình sẽ đi xem bên này để xem có gì không nhá. Mình để máy quay ở trên, mình quay xuống thì thực sự là cảm giác mình quay mình không nói được gì ấy, cho nên là mình quyết định là mình một tay cầm một tay đi mò. Nhưng mà đến chỗ này mình không mò được gì luôn. Không hiểu là chuyện gì nữa. Có lẽ mình sẽ quay lại cái khu vực này để chỗ khu vực có nhiều trai hơn, mình sẽ qua bắt được nhiều con hơn. Mình sẽ đi dạt vào bờ xem là có những cái gì nhá. Ồ gì á? Mình vừa
Mình bắt được con mà không biết. Ôi dồi ôi, mình bắt được, lại bắt được một con chết nữa. Vứt nó lên bờ. Ở gần bờ thì là có rất nhiều những cái nỗ của con cá, thòi bói, cua. Không khéo còn có cả lỗ rắn nữa. Đó, mình vừa bắt được một con ốc. Đây là quay khu vực này cho nó sáng. Ra thì bây giờ trời cũng khá là tối. Bây giờ chắc cũng phải gần 6 giờ rồi. Mà mùa này thì là cũng đang là mùa thu nữa. Ôi, hôm nay mình có duyên với cá quá, mình lại bắt được con cá nữa. Đó. Còn đây là bờ thành nhà mình. Mình có duyên bắt được nhiều trai trai chết. Ôi, vừa xong điện thoại của mình đã bị chạm vào nước, vào mặt nước. Điện thoại của mình thì rơi xuống nước là toi luôn đấy. Ơ, sao mình không thấy gì nữa nhỉ? Hôm nay ra quân thất bát à? Lại còn ốc chết nữa này. Mình đang nghĩ đến cái một cái món ốc luộc chay chay luộc của ngày mai. Món chay chay khả năng mình sẽ làm chay chay nấu gì đấy. Ở đây món ốc đây. Ốc thì là món luộc thì cực ngon nhưng mà không biết được mấy con để mà làm, để mà luộc nữa. Đây, mình vừa bắt được một con chai chai. Wow, mình vừa bắt được một con chai chai nữa. Vâng, đây là một con ốc. À, một con ốc nữa này. Và thôi, có lẽ mình sẽ dừng cái clip ở đây đi. À không, mình sẽ tạm dừng cái việc mò này ở đây đi. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái thành quả của mình, xem là mình bắt được bao nhiêu cá, bao nhiêu nhá mọi người nhá. Sẽ cho mọi người xem cái thành quả của mình ngay tại sông mình vừa đi mò, xem là được bao nhiêu chai chai và bao nhiêu ốc nhá. Đây, mình đã mò được một em chai chai, là em chai này là lớn nhất. Đấy, con này chắc phải hơn một lạng. Sau đến hai con này, đến hai con này. Đó. Và mình bắt được một số con cá này chắc con cá diếc gì đấy. Đây, rất nhỏ, mình sẽ về mình cho con mèo nhà mình. Và một ít ốc. Một ít ốc. Một số chai chai.
Đặc biệt mình con trai trai này là con trai trai gì mà nó lại có thêm cái cánh ở hông nữa và nó màu xanh rất là lạ. Đó, như vậy là thành quả của mình là được từng đây thôi. Bây giờ mình cũng thấy nó muộn muộn rồi. Thì ngày mai mình sẽ làm những cái món này để mình chắc là chỉ là món nấu thôi. Một số con ốc thì mình cũng luộc lên để mình làm mà nấu. À, chắc mình cũng xin tạm dừng video ở đây để mình đưa cái số cái thành quả của mình về nhà để ngâm để ngày mai còn chế biến. Nếu thấy video mà chưa hay thì mọi người đóng góp ý kiến cho mình, còn nếu thấy video mà hay thì cho mình một like và đừng quên là đăng ký kênh. Mình xin phép được dừng video tại đây. Xin chào mọi người.